Em chào các bác nhé. Em mới chuẩn bị thay chậu cái lô trà phấn cung đình và em chia sẻ tới cả nhà mình. Giá là 500.000 một cây, em bao phí ship. Và đây, như mọi người có thể thấy là khi mà em bỏ cái dây tán ra thì nó rất là to luôn. Nên em sẽ nhấc hẳn ra một chỗ để cho cả nhà mình cùng xem nhé. Nhấc ra hẳn một chỗ để cho cả nhà mình xem nhé. Cây cực kỳ là to luôn. Đây là phấn cung đình nhá. Hàng này thì các bác có thể nhìn này, cây rất là to luôn. Và cái khi mà em gửi cho cả nhà mình là em sẽ gửi như thế này và đảm bảo cây cho cả nhà mình nhá. Bởi vì đánh cái bầu đất này nó rất là chặt. Đây mọi người nhìn vanh gốc này, 500.000 là em đã bao gồm phí ship cho cả nhà mình rồi. Đây cả nhà nhá, vì là trồng ấy, cái chất đất là trồng đất sâu. Đây mọi người nhìn nhá, gốc này, gốc này nhá, gốc này là xin chia sẻ với cả nhà mình là nó rất là to nhá. Đó, các bác mà sưu tầm được thì liên hệ cho em gái nhá. Số điện thoại là 0346837277. Và các bác nào mà chốt trước sẽ được những cái cây to hơn. Giá em đã bao gồm phí ship rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và khi gửi đi nhá, là em sẽ cuốn bầu chặt và sẽ gửi nguyên như thế này. Đây em sẽ quay cho các bác một vài cây. Vì thực ra là những cái cây này nó là những cái cây mà đánh lô rồi. Đây, như cây này, như cây này nha các bác nhá. Đấy, như cây này. Đây là em sẽ quay mẫu một vài cây để cho cả nhà mình cùng ngắm thôi. Đây, một bụi to như thế này nhá, để cho cả nhà mình cùng sưu tầm này. Đấy, bụi này. Đang là mùa đảo trà. Nên là các bác không cần phải đảo nữa. Đó, để cho mọi người cùng sưu tầm nhá. Là 500. Đây, như những cái cây này, như những cái cây này cũng là 500k một bầu. Em bao gồm phí ship cho cả nhà mình rồi. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. Và số lượng thì có rất là ít thôi. Phấn cung đình nhà em làm rất là ít, nên là mọi người mà sưu tầm được thì nhanh chóng sưu tầm vào đây. Cây như thế nào, quay như thế nào là em sẽ gửi cho mọi người như thế, để cho mọi người hoàn toàn là yên tâm, được chưa ạ?